Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Trung sĩ Bo Burdell đã trở về Mỹ sau gần 2 tuần hồi phục sức khỏe ở Đức. Anh được đưa đến trung tâm y tế quân đội Brook ở thành phố San Antonio thuộc bang Texas để tiếp tục chăm sóc. Giới chức cho hay Burdell sẽ được đoàn tụ với gia đình trong điều được gọi là quá trình tái hòa nhập. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jay Johnson đang hội đàm với giới chức Mỹ Latin về kế hoạch đưa hàng ngàn trẻ vị thành niên không người dẫn dắt vượt qua biên giới Mỹ bất hợp pháp trở về nước. Ông Johnson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật nhập cư bất kể tuổi tác. Hầu hết những em này đến từ Guatemala, El Salvador và Honduras. Nữ diễn viên và nhà hoạt động dân quyền Ruby Dee qua đời ở tuổi 91 tại nhà riêng ở thành phố New York. Ngôi sao từng đoạt giải Emmy này là vợ của huyền thoại điện ảnh Ossie Davis suốt 56 năm. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.